Xin chào tất cả các bạn và chào mừng đến với cái chiến dịch Tanukit này của mình. Như các bạn đã biết ấy, thì mình đã có hai tập trước của cái chiến dịch Tanukit này rồi. Nhưng mà hai tập trước thì mình bình luận bằng tiếng Anh. Thì có thể đối với một số bạn nó sẽ hơi khó một chút để theo dõi. Trong cái từ tập này trở đi, mình sẽ quyết định bình luận bằng tiếng Việt cho các bạn có thể dễ dàng theo dõi hơn. Đầu tiên mình sẽ tóm tắt lại một chút về cái nội dung chiến dịch này của mình. Chiến dịch này thì mình sẽ sử dụng cái quân Tanukit, là một cái quân khá là thú vị trong game Total War Attila. Cái quân Tanukit này thì nó ở trong cái DLC Desert Control, cái những cái nước ở sa mạc ấy. Bắt đầu chiến dịch thì chúng ta sẽ là quân du mục không có thành trì, và mục tiêu của chúng ta là đi cướp phá, giải phóng những lãnh thổ của cái đế chế Tây La Mã này. Chúng ta có một cái series quest đặc biệt gọi là Mafia Quest, đặc biệt so với những cái quân khác, và mục tiêu của mình sẽ là hoàn thành cái quest đó. Ở trong cái series này thì để tăng thêm cái phần thú vị cũng như tăng thêm độ khó một chút, mình sẽ chỉ sử dụng những cái đơn vị quân của quân đặc biệt của Tanukit thôi, và không sử dụng những cái đơn vị quân phổ thông khác. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy mình chỉ sử dụng những đơn vị quân đặc biệt của Tanukit, tức là chỉ Tanukit có những cái đơn vị quân này, con Militia này, rồi thì Tanukit Pike, các thứ. Mà mình sẽ không sử dụng những cái quân chung, ví dụ như là con Archer này chẳng hạn, hay là con xe bắn đá, là những cái đơn vị quân chung mà nước nào cũng có ấy, mình sẽ không sử dụng. Nó sẽ tăng độ khó lên một chút và nó sẽ làm cho cái chiến dịch này nó tăng thêm phần hấp dẫn thú vị. Quân Tanukit thì cũng có những đơn vị quân rất là mạnh. Ví dụ như con Tanukit Pike này, nó một cái con Pikeman, tức là nó Pikeman thì nói chung thì rất là khỏe khi mà tấn công lẫn phòng ngự ở phía đằng trước mặt. Nhưng mà điểm yếu của con Pikeman ở những cái quân khác ấy là thường là quân Pikeman sẽ yếu khi mà bị tấn công bởi vũ khí tầm xa, ví dụ như là cung tên hay là sling hay là nỏ các thứ, thì thường Pikeman sẽ rất yếu khi mà bị tấn công bởi những cái đơn vị quân đó. Nhưng mà đối với con Pikeman của Tanukit, nó lại có khiên lớn, nên là cái khả năng đỡ tên của con Tanukit Pike này rất là mạnh, nó lên đến 60 hay 70% nếu mình nhớ không nhầm. Thì nó khiến cho cái con Tanukit Pike này là một cái con đơn vị quân phòng ngự phải nói tương đối là hoàn hảo, cả về cận chiến lẫn tấn công tầm xa nó đều có thể phòng ngự rất là tốt. Ngoài ra thì quân Tanukit có những cái đơn vị quân có khả năng tấn công rất là mạnh khác, ví dụ như là cái con Ambusher hay là những cái con kỵ binh này. Con Tanukit Ambusher này nhìn thì có vẻ cùi cùi, nhưng mà thực ra nó là một cái con con bộ binh sử dụng kiếm tấn công cực kỳ mạnh. Nó có cái điểm charge bonus cực kỳ cao, thậm chí còn cao hơn nhiều lần những cái đơn vị kỵ binh khác. Tức là nó sẽ có khả năng tấn công rất là mạnh, charge bonus rất cao, melee attack cao và weapon damage cũng cao. Điểm yếu của nó là nó không hề có giáp, giáp rất thấp, có khoảng độ đâu đó một hai giáp gì đó, và máu cũng cũng yếu. Tương tự như thế, những con kỵ binh của Tanukit thì cũng có điểm charge bonus rất cao, rất nhanh. Nhưng mà thường những cái con shock cavalry của những cái nước khác thì thường là có máu và giáp cao, thì Tanukit thì ngược lại, máu thấp và gần như là không có giáp.
nên là nó sẽ rất là yếu khi mà bị bắn bởi cung tên, chết rất nhanh luôn. Chúng ta phải sử dụng những cái quân này rất là cẩn thận, micro cẩn thận để tránh nó bị tấn công bởi cung tên. Và đối với khi mà sử dụng những con kỵ binh này thì chúng ta phải đánh kiểu tốc chiến tốc thắng, tra vào một lần là phải tiêu diệt được quân địch. Còn nếu mà chúng ta để cho những cái con kỵ binh này ở trong cận chiến quá lâu, cỡ khoảng độ 15-20 giây thôi là đủ để cho những con kỵ binh này bị chết bởi bởi đối phương rồi. Thì chúng ta phải đánh kiểu tốc chiến tốc thắng. Được cái là những cái con kỵ binh của Tanukit thì có tốc độ rất là cao, cao hơn hẳn so với những cái quân khác, nên là nó cũng là một điểm mạnh. Ở tập này thì bắt đầu tập này chúng ta đang bị tấn công bởi một đạo quân của Tây La Mã. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận trận đánh để xem quân Tanukit thì nó đánh trận như thế nào ấy. Bắt đầu nhé. Ok. Ngoài ra quân Tanukit thì chúng ta còn có một cái đơn vị quân gọi là Rebellion Militia này. Cái quân này chúng ta có thể xem. Quân này thì chúng ta có thể có miễn phí khi mà chúng ta cướp bóc ở trong lãnh địa của đối phương. Chúng ta sẽ cái con này nó sẽ spawn miễn phí, hoàn toàn miễn phí, không có tí upkeep nào luôn. Bọn này thì rất là yếu khi mà ở trong cận chiến, sẽ chả làm được gì đâu, nhưng mà nó vì nó miễn phí nên là nó sẽ là một cái quân mà chúng ta có thể sử dụng làm lá chắn cho những cái đơn vị quân khác. Bắt đầu rồi. Đánh lạc hướng. Nhiệm vụ của cái con này là để đánh lạc hướng và làm lá chắn cho những quân khác của chúng ta. Quân tiếp viện đến ở đây. Ok. Đây chúng ta sẽ chạy xuống đây. Toàn bộ pikemen ở khu vực này. Kỵ binh chúng ta sẽ tách làm hai đạo. Ồ. Một đạo ở phía trên này và một đạo xuống dưới đây. Đấy thì chúng ta có thể sử dụng cái con này làm khiên chắn. Ví dụ như này này. Chắn được con này lại. Chỉ cần thế thôi. Tôi dùng kỵ binh để charge vào. Chú ý là kỵ binh của chúng ta sẽ rất yếu khi mà bị bắn bởi cung tên, nên phải dọa cho bọn này nó chạy đi. Dọa thôi. Rồi xong rồi đấy. Tiêu diệt những cái đơn vị kỵ binh của đối phương trước. Tiêu diệt hết bọn này. Bật pike lên. Rồi có, giờ chạy ra khỏi đây. Ok. Ok. Tiến lên một chút.
Mày xông thẳng lên đi. Thế là xong. Toàn bộ kỵ binh của đối phương đã bị tiêu diệt. Như vậy là mình đã thắng gần như một nửa. Ok. Nên mình có thể vòng ra đằng sau để tiêu diệt cái con tướng này của địch. Và sử dụng ngựa để thịt mấy con bắn cung này nữa. Chỉnh lại đội hình một chút này. Charge. Đây nữa. Bảo vệ lấy nó. Thế là đẹp. Xong rồi đây. Tướng à. Chúng ta sẽ sử dụng bộ binh này để tấn công những con bộ binh của địch. Charge vào đây. Đuổi theo kết liễu bọn này, đừng để nó quay lại. Đấy, bọn này sẽ thua rất là nhanh. Còn bộ binh của chúng ta rất là mạnh trong tấn công. Phòng ngự có thể yếu nhưng mà tấn công rất là mạnh. Đuổi theo kết liễu bọn này nữa. Con này nó cứ đuổi theo mình à? Đuổi thì chạy. Con tướng này cũng chết nhanh thôi. Chỉnh đội hình một tí này. Đó. Tướng chết là bọn này sẽ bỏ chạy rất là nhanh thôi. Kỵ binh mình đặc biệt nhanh, dùng rất sướng. Nhất là khi vòng ra sau để tấn công đối phương như thế này. Con này nó vẫn đuổi. Tấn công vào đây. Thế là xong. Ok. Đuổi. Trời. Right.
Ok. Ok. Xong. Nhưng các bạn có thể thấy mặc dù không hề có quân tầm xa nhưng chúng ta vẫn có thể chiến thắng quân Tây La Mã khá là dễ dàng. Ok. Mấy con Asian này của đối phương khá là khó chịu. Nó cứ đuổi theo làm trò. Tương đối là khó chịu rồi đấy. Nhiệm vụ mình đang làm đâu ấy nhỉ? Vẫn race này. Mình race được mấy cái rồi nhỉ? 1 2 3. Còn hai cái nữa. Mục tiêu tiếp theo mình khả năng là đây, Tyrus. Ok. Nghe tấn công cái đạo quân này. Khiến cho quân đồn trú ở đây phải ra cứu viện và mình sẽ tiêu diệt sạch. Xong rồi race cái. Ồ. Nó có thể rút lui à? Cũng được, thế là mình tấn công thẳng vào đây thôi. Không vấn đề gì. Tấn công thẳng thôi. Chắn đường mất rồi. Ok, không thành vấn đề. Trước khi tấn công thì cộng điểm cho bọn ấy trước đã. Đây. Giảm upkeep rất tốt. Dễ nhỉ? À đây. Tăng thêm tốc độ hồi phục. Hình như mình chỉ cần những cái skill vậy thôi. Ok. Bắt đầu. Khi mà không có xe đá thì việc tấn công những cái thành trì làng mạc của đối phương sẽ tương đối khó hơn so với bình thường. Tương đối khó hơn so với bình thường. Mình sẽ sử dụng quân của mình ở bên này. Tránh xa ở bờ biển vì đối phương có tàu bắn đá, nó phải bắn quân của mình từ rất là xa nên mình sẽ phải tránh xa cái bờ biển ra. Đứng ở đây trước đã. Ok, bắt đầu chờ bọn này lên bờ hết rồi mình mới xong. À bọn này thì mình sẽ chỉ cần sử dụng đến kỵ binh là đủ, không cần thiết phải sử dụng cái gì khác ngoài kỵ binh. The enemy tremble before our superior numbers.
đến gần hơn chút. Chờ cho cái con này lên bờ đã. Bọn này tiến gần đây. Oh, đây là quân còn sót lại của đối phương. Lên bờ chưa ấy nhở? Lên bờ. Ba đạo kỵ binh là đủ. Ok, thịt bọn này trước đã. Charles. Bật frenzy lên cho nó khỏe. Tốc chiến tốc quyết. Đối với những con mà chúng ta không thể nào tiêu diệt ngay được trong một lần charge thì sau khi charge vào chúng ta sẽ phải rút lui thật là nhanh. Và tấn công từ nhiều hướng như vậy. Tiến lên một chút. Lần này chắc chắn nó sẽ chết. Con này ok, chạy thoát. Không sai. Tấn công vào đây. Ok. Đây nữa. Ok. Bây giờ thì để mà tấn công được vào cái làng này, chúng ta sẽ phải để ý đến đến những cái chòi của nó. Chòi này tiến vào trước, capture cái chòi này trước. Ở đây. Nếu mà không cẩn thận thì chúng ta sẽ phải tốn rất là nhiều thương vong mới chiếm được cái làng, gọi là gì nhỉ, làng chả rõ nữa, settlement gọi là gì nhỉ. Để mà tối thiểu thương vong ấy, chúng ta sẽ phải tấn công từ đồng loạt từ mọi phía. Đây. Đây, đây và đây. Barricade của đối phương ở đây. Kỵ binh mình có thể đi vòng như thế này. Đánh úp vào đây. Bọn này có thể đứng ở đây sẵn này. Đứng đây chờ sẵn này.
Ok. Dùng cái con tướng này. Tua nhanh một tí để cho bọn này nó hồi phục lại stamina một tí đấy nhé, khá mệt rồi đây, very tired. Chờ một lát này. Oh, cái con ngựa này nó định chạy về phía này à, quá hợp lý. Không phải đối thủ. Bây giờ chúng ta sẽ dàn quân lên và tấn công ở cả ba hướng. Không phải đối thủ. Ok. Cavalry. Xong rồi đây. Ba con. Oh. Vẫn chưa thua cả. Để capture cái tower. Khá là nguy hiểm nếu mà mình không capture được. Đây. Ok. Cái towers này có thể bắn đây kìa. Xa phết nha. Bọn này đã xông lên rồi. Ok. Một lát nữa. Ok. Chạy xuống đây. Chút ra ngoài. Ngựa mình hoàn toàn có thể thắng được cái con này, nhưng mà chúng ta sẽ phải tấn công từ vài hướng khác nhau. Nếu mà đánh thẳng mặt thì sẽ hơi khó. Đi vào đây. Lao xuống đây này. Và bọn này. Ok. Quẹ đây. Đừng để cho cái con cung tên này bắn vào ngựa mình. Ngựa mình rất là yếu khi mà bị bắn bởi cung tên. Cái con pikeman của mình có thể hoàn toàn tự tin tanh bọn cung tên này, không thành vấn đề gì cả. Chỉ cần tránh, đừng để cho nó bắn ngựa mình là được.
Ok. Chạy xuống đây. Không nói khó lắm. Ok, tiêu diệt thành công bọn này. Bây giờ mình sẽ xách trước để kiếm một ít gold đã. Xong rồi đùi đạo này lại và dùng đạo này để raise. Ok, khi raise thì chúng ta sẽ mất hết action point, vì thế nên là mình sẽ luôn luôn sử dụng cái đạo quân phụ này để raise, và cái đạo quân chính này thì sẽ giữ lại action point để còn encamp. Những cái đơn vị quân ít máu chúng ta có thể ghép lại như thế này. Không phải, còn đây à? Ghép lại như thế này rồi tuyển con mới thôi, khá đơn giản. Hai con pike và hai con ngựa đó. Ok, building. Mình đang muốn upgrade cái này, không đủ tiền, chắc thân sau đã đủ. Cái con champion này rất là khó chịu, nó cứ chạy đi chạy lại ám sát tướng của mình, khá là khó chịu. Cố gắng dừng nó lại. Success. Xem nào, tăng khả năng đi save extort. Ok, xài con này nữa. Đánh một đạo yếu yếu chắc không làm gì được mình đâu. Tốt. Ok, khá hơn đấy. Xem nào, Give. Tặng quà thì dĩ nhiên là nhận thôi. Và xem nào, thăng cấp thằng này lên Master of Supply. Ok, và kiếm vợ. Ba mốt tuổi. Ok, giờ chỉ còn thiếu một cái thành nữa, raise nốt một cái thành nữa là chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ok. Cuối cùng thì đức vua của chúng ta cũng đã có vợ. Và
cộng 1 authority nhưng lại trừ 1 cunning à? Cũng không tốt lắm. Nhiều điểm cunning mà dạng tốt hơn. Rồi thôi, như thế cũng tạm ổn. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là MSA. Ok. Race Note MSA, chúng ta sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ. Đầu tiên di chuyển. Di chuyển này về đây. And calm. Và đạo chính di chuyển về đây. Ok. Upgrade cái nhà này. Đâu nhỉ? Ở đây mới phải. Đây. Và đây. Mục tiêu của chúng ta là upgrade cái drill field này. Để mình có thể chiêu mộ con Tanukit Ambusher. Con Tanukit Ambusher này rất là mạnh. Đừng có khinh thường đó. Đây các bạn có thể thấy này. Cái điểm Charles Bonus của nó là 130. Còn cao hơn cả cái đơn vị kỵ binh này. Chỉ có Charles Bonus là 43. Mà cái điểm Charles Bonus này, khi mà mình charge vào đối phương, cái điểm Charles Bonus này nó sẽ cộng vào Melee Attack và Melee Damage. Nó trong vòng khoảng 8 đến 10 giây nhưng chúng ta charge vào đối phương. Vậy thì khi mà mình charge vào đối phương với cái điểm charge bonus tận 130 này thì tức là khi đó cái con Tanukit Ambusher nó sẽ có melee attack là 182, melee damage là 182, cực mạnh. Cộng thêm những cái ability nó có thể active nữa thì con Ambusher này phải nói là rất khỏe luôn. Mình sẽ cần tối thiểu 4 đến 5 con Ambusher này trong một đạo quân mình. Mà tạm thời thì cứ thêm một con ngựa đó. Ok. Đây tiếp tục. Thật ra mình sẽ cố extort cái con fail. Manipulate con này. Fail tiếp. Kiểu gì kiểu con này nó cũng sẽ tiến lên và ám sát tướng mình ra xem. Chắc chắn 100%. Ok. Khá là khó chịu. Nó còn thăng cấp nữa. Ok. Không quan tâm lắm. Tiếp tục nào. Cố gắng thu phục cái con này về phe mình. Về critical success thì mình mới thu phục được nó. Nhưng mà cố. Tiếp tục này. Fail. Được thêm một phát nữa không? Đạo này khá mạnh. Nếu mà nó cứ đóng quân ở trong thành như thế này thì sẽ rất là khó để cho chúng ta có thể tấn công. Vì thế là chúng ta sẽ đóng quân ở đây. Và dùng cái thằng này để cướp. Đó. Dụ cho bọn này tấn công mình trước.
ready for battle. We fight for you, my lord. Dụ cho địch tấn công mình trước. 3.000 cơ. Đắt gớm nhỉ. Không sao. Dragon God. Flockham. Ok, qua lượt thôi. Không tấn công. Ok. Đoạn ngắt cảnh là Attila đã sinh ra thì phải. Không cần thiết phải xem nó lắm. À. Hoàn thành chapter thứ nhất. Oh. Good. Xem nào. Con này nó vẫn đang cố thủ ở đây à? Ở nó đi chỗ khác rồi. Đi chỗ khác rồi thì mình sẽ tấn công Emesa thôi. Cố gắng extort con này gái. Fail tiếp. Cái con này nó sẽ tiếp tục nó đuổi theo, nó harass mình. Khá là khó chịu. Đấy, cứ mỗi lần mình cướp lãnh địa của đối phương là mình sẽ có thêm một con militia này miễn phí này. Tuy nó khá là yếu nhưng mà nó có thể được sử dụng làm missile. Quân đỡ đạn. Fail. À. Ok. Đây mình có thể auto resolve thôi. Không cần thiết phải đánh cái trận này. Rồi. Tiếp tục cướp. Mình dùng cái đạo phụ này để race. Race. Thế là mình hoàn thành cái quest đầu tiên của Mavia. Ok. Đủ tiền để xây cái này. Xây này. Và mình muốn xây cả cái này nữa. Upgrade vũ khí cho quân đội. Có thể xây cả cái này nữa nhưng mà cũng không cần thiết. Không cần thiết lắm. Xây cái nhà nào nó nhiều wealth một tí. Ví dụ như là mình trừ khá nhiều integrity. Combo mấy cái này lại với nhau. Sack, loot and raise cộng 30%. Cũng được. Sack loot exchange này. Ok. My lord. À. Qua lượt. Tiếp tục quấy rối. Khá khó chịu ấy.
Hay đó. Cả hai con đều bị thương. Khá tốt. Bây giờ đỡ khó chịu hơn đấy. Ok. Cái nhiệm vụ tiếp theo, quest tiếp theo của mình là liberate những cái lãnh địa của quân Tây La Mã. Và nếu như mình nhớ không nhầm thì sau khi mình hoàn thành cái Mavia Quest thì những cái lãnh địa mà mình đã liberate ấy, nó sẽ trở thành của mình. Vì thế nên là mình sẽ đi về phía Ai Cập, Alexandria và liberate cái khu vực này. Bởi vì mình rất muốn xây dựng cái đế chế ở mình ở cái khu vực này, khu vực rất là giàu có và an toàn. Đấy sẽ là kế hoạch của chúng ta trong cái tập tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ kết thúc tập này ở đây. Hy vọng là các bạn có thể theo dõi dễ hơn một chút khi mà mình bình luận bằng tiếng Việt, và rất mong là nhận được những sự đóng góp ý kiến của các bạn để mình có thể xây dựng nội dung video của mình tốt hơn trong thời gian tiếp theo. Cảm ơn tất cả bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình.